Minh, hai bên cũng chuẩn bị. Các trọng tài chuẩn bị, trận đấu bắt đầu. Trận đấu thứ 31, hạng 60kg nữ, Lê Thị Hồng Thanh Hóa, Ngô Thị Quỳnh Hà Nam chuẩn bị. Yeah.
hết thời gian thi đấu với điểm số kết thúc là 6-0. Vận động viên trang phục xanh đơn vị Hải Phòng thắng cuộc.